Nóng. Cảm thấy được tiền không? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của ba chị em mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người có biết vì sao không? Thì hôm nay mình sẽ đi Thái Lan. Và hy vọng là sẽ có những cái video thật là thú vị cho mọi người xem nha. Đây là các bạn của mình. Hoàng Quân. Hiện tại thì mình đang ở trên máy bay rồi đó mọi người. Khoảng một tiếng hơn thì mình sẽ tới Bangkok. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đã tới Bangkok, Thái Lan rồi. Và lịch trình tiếp theo thì mình cũng sẽ đi theo đoàn trường. Mọi người cũng theo dõi nha. Đây là Ngọc Anh, bạn của mình, là bạn nữ duy nhất cùng với mình. Và còn lại thì nhóm mình toàn là các bạn nam. Cảm ơn. Bên trường đại học Mahidol cho mình nước và hai bịch bánh này. Đậu phộng. Dễ thương. Đây thì mình đã vào tới phòng rồi. Anh đi lộn phòng mọi người. Ở đây có một cái tivi nè, một cái giường, tủ lạnh. Đây có gương. Đây là wow, đây là view phòng mình, nhà vệ sinh. Chỉ có vậy thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi thăm đây có phải không? Hiện tại thì mình đã tới bảo tàng phim rồi mọi người. Ngầu ngầu, tao cũng sẽ cố gắng chụp ngầu nhất có thể thôi. Ừ, vậy có vẻ ok á. Cái làm chiếc phim nhỏ này.
Vô trong này thì mình không được quay phim nha mọi người. Chỉ được quay phim ở bên ngoài thôi. Hello mọi người. Hello. Ông anh ơi. Hello. Thì bây giờ tụi mình đang đi xuống 7-Eleven để mua một ít đồ khỏi đói. Hello mọi người, tụi mình mới ở 7-Eleven xong thì đang đi dạo xung quanh cái khu vực khách sạn mà tụi mình ở. Cái gì mình mua đen ngon hơn nhiều mẹ. Cho tôi ăn với. Bây giờ ăn kìa. Nóng lắm, mới cho ta nha. Bây giờ tụi mình đang đi mua bánh crepe. Mình để chuối rồi đi. Ừ. Này nhiều xu quá ha. Tại cái đó là không có để. Một cái để chuối, một cái để trứng. Thơm quá. Mình gọi một cái có trứng với lại là chuối thì 25 bạc. Chuối trứng luôn. Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ thử ăn món bánh chuối bán nha. Đúng rồi, ăn vị như thế nào? Tú sẽ sung sức gấp đôi so với những ngày bình thường. Cho hơi nhiều sữa nhưng mà giòn nóng, thơm lắm. Rồi. Đắt nữa. Hey. Đắt nữa. Ôi tôi cũng muốn ăn nữa, cho tôi miếng. Ăn hết một cái luôn mới cảm nhận hương vị của nó. Khá là ngọt. Sẽ thử. Ngọt phải. Ăn đi xíu. Nóng. Cảm thấy được tiền không? Tụi mình mua là 35 bạc lận á. Nhưng mà ghê hả? Nó có hai cái nè. Bánh thì giòn. Ồ, con ăn chưa? Con ăn chưa? Chưa. Chưa. Hơi ngọt. Có thằng em tao. Hello mọi người. Thì bây giờ là trường họ có cho mình một tờ hướng dẫn và để lịch trình của ngày chuyến đi, thì mình xem trước là ngày mai mình sẽ đi các địa điểm sau đây: ăn sáng rồi sau đó đi thăm trường đại học Mahidol và sẽ có một buổi học về creative design thinking, và tiếp theo là mình ăn trưa rồi sau đó buổi chiều là mình sẽ có một lớp học nấu ăn, tối là mình sẽ đi tham quan Chinatown. Đi nấu ăn nha mọi người. Nấu hai món đặc trưng của Thái Lan. Thế thôi nào.